Chào các bạn nha. Nay mình mới làm xong một cái bẫy nha các bạn. Này mình cầm cái mẹt các bạn. Mới làm luôn, lưới này là mình tự đan các bạn. Mình làm xong mình đan như sao chứ mình không cắt ghép vô các bạn. Này nó bẫy chim săn, bẫy diều trắng các bạn. Đây mình sẽ gài thử cho các bạn xem. Mình mới làm xong luôn. Mình cũng tự làm, mình cũng mài mò cho trên, mình cũng trên coi trên mạng mình làm theo để mình bẫy cho các bạn xem thôi. Mình tự làm luôn, từ A tới Z. Mình sẽ gài thử cho các bạn xem. Cắm cho nó sâu xuống đất các bạn, nếu không nổi mình cũng không chịu không được mình kiếm lấy thêm một cái cây để mình cắm thêm xuống. Làm còn hai bên hai lò xo các bạn. Lò xo này mình làm bằng lõi dây điện á, mình kiếm cái gọng ruột nhỏ không có, ruột cũng bự nên nó cứng quá cứng nè. Ra nếu mà mình gài hai bên đó thì nó nặng lắm. Mình thử cho các bạn xem thì mình thử mình gắn hai bên, móc hai bên vô luôn, nhưng mà khi mà mình đi bẫy mình chỉ móc một bên thôi nha các bạn. Tại nó nặng lắm. Nó làm cong cây sắt mình luôn á. Tại cái lò xo này mình làm mình không kiếm thép làm không có, nó làm hơi lớn các bạn. Hai cái là nặng lắm á. Mà để nó đánh trúng tay là gãy tay luôn các bạn. Mình gài thử cho các bạn xem khi nào mình đi là mình bẫy chim là mình chỉ gài một bên một thôi, còn bên kia mình để gài là dư sức bắt con chim. Mà cái này là bẫy chim săn nha các bạn. Dùng mình đây là chim chim cắt á, hay gọi là diều trắng á, nhiều lắm. Đây mới bắt được, có bà chị mới cho hai con chuột lắc nè, để đây. Mình để vô đây là khi mà con chim săn nó gặp hai con chuột là nó xuống ăn liền các bạn, xuống nó bắt. Ồ, đá nhỏ quá không trúng cái vòng tròn ở trên nó mới nhảy các bạn. Thì con chim nằm xuống nó chụp mà lúc nào cũng phải trúng cái vòng tròn trước. Đó, thấy không? Mình mới làm chứ giờ mình tự làm nhưng mà không biết nó không đẹp bằng người ta làm chuyên nghiệp, nhưng mà chắc chắn là bẫy được các bạn. Đây là nếu mà thấy nó là so đánh mạnh quá nó bung cái này lên đó, thì mình kiếm thêm cái cây nào đó mình bẻ cái móc mình cắm thêm nó xuống bạn. Mình đi bẫy mình chỉ gài một bên thôi. Mình cắm thêm cái cây này, mình cắm mạnh xuống các bạn, đây nó cứng mình cắm nổi mình nhé thôi bạn thôi. Đây gì cái búa hay là cái gạch gì đó mình đóng nó xuống. Còn hai này là hai con chuột lắc các bạn, nó gặp chuột lắc nó rất là khoái các bạn. Hay là gà con gì cũng được, nhưng mà nếu gà con ổn thì mình kiếm chuột lắc. Mình sẽ thử một lần nữa các bạn xem, mình móc một bên một thôi, còn bên đây mình còn bên kia mình bỏ trống luôn. Tại nếu con chim nó từ trên cao nó xuống nó ăn, từ trên xuống nó ăn là nó dính liền các bạn, rất là nhạy nha các bạn. Mình làm nhiều là đi bẫy cho các bạn xem thôi, chứ mình cũng có ba con rồi, mình cũng không có nuôi làm gì. Còn anh em nào có muốn nuôi thì liên hệ mình nha. Đây bạn, mình đi bẫy rồi, mình ở đây mình gài các bạn. Mình thấy trên đây có hai con đứng nè, đó, hai con diều trắng các bạn. Hai con lượt luôn. Sau một hồi chờ đợi mình thấy nó xuống ăn dính các bạn ơi. Đây là giữa đồng các bạn, chứ mình không có dựng clip gì hết. Mình có ba con rồi, nếu dính con này nó là được bốn con nha các bạn. Đây. Mình nấp đằng kia nãy giờ mình thấy nó dính rồi nè. Chạy lại đây.
Con này mắt nó lên vàng rồi các bạn. Dù trắng này còn tơ còn non thì mắt nó đen các bạn, nó lên lớn chút nữa nó vàng, lớn chút nữa qua cam mà già nữa nó mắt nó lên đỏ tư đẹp lắm các bạn. Đây ba con của mình, đây con này mới 7 các bạn. Ba con nhà mình còn sẵn nha. Đây là cái con mình cầm, đây là cái con mới 7 được. Mình kiếm dây mình đeo cho nó thôi, có thể là mình sẽ tự làm sợi dây đeo chân luôn. Đây mới mất bắt về, con mắt nó đỏ hơn, mắt nó vàng hơn các bạn. Còn mấy con kia mình ở nhà là mắt đen mà, đây nè, mắt đen thôi thấy không, từ từ nó sẽ mắt nó sẽ vàng như cái con mình mới 7 được đó các bạn. Rất là đẹp các bạn, chim nó bay tự do thì lông nó mướt nhìn đẹp hơn kia mình nuôi nữa các bạn ơi. Quá đã rồi. Nó rất là hung nữa các bạn. Phải cầm cái giò nó để nó quấu lủng chim nó già, nó quấu mạnh. Anh em nào có nuôi thì liên hệ mình bán rẻ cho nuôi nha. Chim bổi này cũng dễ thuần lắm các bạn thuần khoảng nửa tháng, nếu mình không biết thuần thì khoảng nửa tháng 20 ngày là xong các bạn, qua tay luôn các bạn. Đây chim nhà còn non, nó rất là mắt rất là đen. Mình đang kiếm một con mắt đỏ mình thuần chơi mà mình chưa bắt được các bạn. Mình thấy chỗ mình đây dìu trắng nhiều lắm. Thôi mình xin chào.